Đây là Nguyễn Khắc Điêu, 31 tuổi, ở xã Tân Long Hội, huyện Mang Thích, tỉnh Vĩnh Long. Điêu vừa bị công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long ra quyết định tạm giữ hình sự vào ngày 7 tháng 5 năm 2020 về hành vi cướp tài sản. Vào khoảng 20 giờ ngày 6 tháng 5, Điêu chạy xe máy đi trên đường nông thôn liên ấp Lộc Hưng, Thanh Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ thì nhìn thấy chị Thạch Thị Hồng, 19 tuổi, ở xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long và một người bạn chạy xe máy dàn hàng ngang phía trước, Điêu sinh vượt nhưng không được nhường đường. Đến khi điều khiển xe vượt lên được, Điều lớn tiếng chửi mắng và dùng đoạn cây gỗ đánh người bạn của chị Hồng. Sau đó Điều tiếp tục đuổi theo để đánh chị Hồng. Nhìn thấy trên hộp xe của chị Hồng có một điện thoại cảm ứng, Điều liền xuống xe cướp điện thoại nhưng bị chị Hồng kéo lại và tri hô. Điều đã dùng đoạn gỗ đánh liên tiếp vào người chị Hồng để chạy thoát. Nghe tiếng tri hô, người dân xung quanh nhanh chóng chạy ra hỗ trợ bắt giữ đối tượng và báo công an. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.